Phát hiện mới, cứ ăn một quả mít non, nấu với thứ này, tốt gấp vạn lần nhân sâm, hồi sinh gan thận, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm. Quý cô bác thân mến, mít rất giàu dưỡng chất thực vật. Những dưỡng chất này được cho là một trong những yếu tố tự nhiên tốt nhất có thể giúp chống lại sự sản xuất và gia tăng của tế bào ung thư. Chúng sẽ đi vào máu của bạn và ngăn chặn sự gia tăng bất thường của các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư. Dưới đây là những món ăn từ mít mà cô bác nhất định phải biết để sống khỏe mỗi ngày. 1. Mít non hầm nước dừa. Món ăn thứ 3 từ mít non tôi dám cá với cô bác là chưa từng ăn thử bao giờ, vậy nên cô bác cũng không biết được vô vàn lợi ích mà món chay này mang lại. Cụ thể như sau. Mít non là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp bảo vệ da khỏi những tổn thương xảy ra do quá trình lão hóa. Vitamin C cũng rất cần thiết cho quá trình sản sinh collagen, mang lại sự săn chắc và khỏe mạnh cho làn da và duy trì sức khỏe răng miệng. Trong khi đó thì nước dừa chứa khá nhiều acid lauric, có khả năng làm giảm sự lão hóa của các tế bào da và cân bằng độ pH. Bên cạnh đó thì nước dừa còn xóa mở nếp nhăn, vết chân chim quanh mắt và giúp da luôn đàn hồi, săn chắc và luôn tươi trẻ. Nghiên cứu cho thấy rằng mít non có tác dụng nhuận tràng tốt, giúp làm giảm thời gian tiếp xúc và liên kết với các chất gây ung thư, qua đó làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Một lượng lớn chất xơ trong mít chữa rối loạn tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và cũng giúp chuyển động của ruột trơn tru. Hơn nữa, loại quả này có đặc tính chống loét nên giúp điều trị vết loét và một số vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra, nước dừa có thể xem là bài thuốc nhuận tràng tự nhiên, do đó nếu cô bác đang khổ sở vì chứng táo bón thì đừng bỏ qua loại nước uống thần kỳ này nhé. Nước dừa có lượng lớn chất xơ giúp thúc đẩy chuyển động ruột tốt hơn nên ngăn ngừa điều trị táo bón hiệu quả. Mít non có chứa một lượng kali nhất định nên hỗ trợ duy trì mức độ chất lỏng để cân bằng điện giải, do đó làm giảm huyết áp cao. Còn trong nước dừa chứa tương đối nhiều ion kali, cao gấp 2 lần so với hàm lượng có trong quả chuối, mà hàm lượng kali máu của người bị cao huyết áp lại rất thấp. Vì thế uống nước dừa sẽ là giúp cơ thể được bổ sung một lượng lớn kali, nhờ đó khiến cho khả năng việc đào thải muối qua hệ tiết niệu được tăng lên. Không những thế, khi muối được đào thải cũng sẽ kéo theo nước, khiến cho tỷ lệ tuần hoàn giảm và kết quả là huyết áp cũng từ từ giảm xuống. Vì thế mà có thể nói rằng món ăn này là liều thuốc bổ, cứu tinh của những người huyết áp cao. Cách làm món mít non khó nước dừa như sau. Nguyên liệu bao gồm 1kg mít non, 600ml nước dừa, 2 muỗng canh hạt nêm chay, 1/2 muỗng canh đường, 5 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng cà phê muối, dầu ăn. Cách làm. Bước 1. Gọt sạch vỏ mít non dưới vòi nước để bớt mủ mít. Rửa sạch lại rồi cắt thành từng miếng dày. Cho dầu ăn vào chảo, dầu nóng thì cho mít vô, chiên vàng hay mặt, vớt ra dây để ráo dầu. Bước 2. Xếp mít đã chiên vào nồi, cho nước dừa, muối, hạt nêm chay, đường, nước tương vào. Bắc nồi mít lên, bếp lửa lớn, cho nước sôi, rồi hạ lửa, vừa kho cho đến khi nước sánh lại, nêm nếm vị vừa ăn rồi tắt bếp. Vậy là cô bác đã hoàn thành món ăn rồi đó ạ. 2. Canh mít non với thịt bò. Nguyên liệu đầu tiên các bác sĩ khuyên chúng ta nên nấu cùng với mít non đó là thịt bò. Bởi vì thịt bò nói riêng và thịt nói chung có thành phần chủ yếu là protein. Đây là thành phần chứa đầy đủ các axit amin cần thiết mà cơ thể không tự tổng hợp được. Những axit amin này có vai trò trong quá trình tăng trưởng và phát triển cơ thể. Vì protein có vai trò xây dựng cấu trúc của cơ thể, thành phần của các axit amin có trong protein là khác nhau, nó phụ thuộc vào loại thịt. Trong thịt bò thì có lượng vitamin B6 và protein nên cần được tăng cường trong chế độ ăn. Thịt bò có chứa đủ vitamin B6 có thể giúp cho cô bác xây dựng khả năng miễn dịch, thúc đẩy sự phân hủy và tổng hợp protein. Protein giúp chuyển hóa và tổng hợp thức ăn, góp phần phục hồi cơ thể sau khi những hoạt động cường độ cao. Có mít non được biết đến như loại thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch, sinh lực. Không chỉ khi chín mà mít mới được ưa dùng như vậy, quả mít non cũng được người dân dùng như một loại rau củ để nấu canh, kho cá, trộn gỏi. Theo đông y, các món ăn với mít non có nhiều tác dụng như bổ tỳ, hòa can, tăng và thông sữa, thích hợp với phụ nữ sau sinh bị ốm yếu, ăn kém, ít sữa. Mít được xem là một loại trái cây tạo năng lượng nhờ sự hiện diện của các thành phần giống như đường như fructose và sucrose giúp các cô bác lấy lại sinh lực ngay sau khi ăn. Mặc dù mít là trái cây giàu năng lượng nhưng nó không chứa chất béo bão hòa hay các cholesterol nên đây là một trong những trái cây lành mạnh để thưởng thức. Mít rất giàu vitamin C cũng như các chất chống oxy hóa nên có thể khẳng định thực phẩm này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch để bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh tật. Mít chứa một lượng chất sắt, chất khoáng quan trọng giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu và giúp lưu thông máu trong cơ thể.
Chính vì vậy, canh mít non thịt bò là một món ăn sinh ra để giúp cô bác tăng cường sức đề kháng, cải thiện cơ bắp, cải thiện sức khỏe. Cô bác hãy thêm món ăn này vào thực đơn hàng ngày để cảm nhận được những lợi ích mà món ăn này đem lại nhé. Để làm được món canh mít non với thịt bò, cô bác hãy làm theo chỉ dẫn sau. Chuẩn bị nguyên liệu: mít non 1kg hoặc một trái nhỏ, thịt bò 200g, lá lốt 100g, tỏi 3 tép, gia vị thông dụng, muối, hạt nêm, bột ngọt, dầu ăn. Thực hiện cách nấu canh mít non với thịt bò. Bước 1. Sơ chế nguyên liệu. Mít mua về gọt vỏ, cách thành khúc, sau đó rửa qua với nước sạch để hết mủ. Lá lốt rửa sạch, cắt nhỏ, tỏi bóc vỏ, đập dập, sau đó băm nhuyễn. Thịt bò sau khi mua về, rửa sơ qua với nước, để ráo rồi thái thành miếng mỏng theo thớ. Sau đó ướp thịt bò với 1/2 thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê bột ngọt và 1 thìa cà phê hạt nêm tầm 30 phút. Bước 2. Luộc mít non. Bắc một cái nồi lên bếp với khoảng 1,2 lít nước, thêm 1 thìa cà phê muối. Sau khi nước sôi, thả mít vào luộc tầm từ 25 đến 30 phút cho đến khi mít chín mềm rồi vớt ra. Bước 3. Xào sơ thịt bò. Bắc một cái chảo lên bếp, cho 2 thìa dầu ăn vào, chờ dầu sôi thì cho tỏi vào phi lên cho dậy mùi thơm, rồi chút thịt bò vào xào cùng, vừa chín tới thì tắt lửa. Bước 4. Nấu canh mít non với thịt bò. Bắc nồi lên bếp, cho khoảng 1 lít nước vào đun sôi, nêm thêm 1 thìa cà phê hạt nêm, sau đó cho mít đã luộc ở trên vào. Khi dùng nước sôi trở lại thì cho thịt bò đã xào vào, đậy nắp vung và nấu tầm 3 đến 5 phút. Tiếp đến là cho lá lốt vào và đảo đều, nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt lửa, múc canh ra một cái tô và thưởng thức. 3. Mít non xào tỏi. Món ăn thứ hai được làm từ mít non đó là mít non xào tỏi. Tỏi rất tốt cho sức khỏe như thế nào thì đã được chúng tôi đề cập đến rất nhiều lần. Tuy nhiên, mít non đem xào với tỏi thì món ăn này còn bổ dưỡng hơn nữa. Trong tỏi có chứa vitamin C, B6, mangan và kẽm, đều là các chất dinh dưỡng tốt cho sự phát triển của hệ xương. Đặc biệt là các enzyme lượng mangan cao, trà chất chống oxy hóa trong tỏi còn giúp ích cho sự hình thành, hấp thụ canxi và chuyển hóa xương. Đặc biệt là đối với người bị bệnh xương khớp gây đau nhức thì giảm đau bằng cách ăn tỏi sống sẽ rất tốt. Ngoài ra, tác dụng khi ăn tỏi sống mỗi ngày là tăng nội tiết tố nữ estrogen, nhờ đó làm chậm đi quá trình loãng xương ở phụ nữ. Khi nồng độ estrogen thấp thì có nghĩa là mật độ xương giảm và nguy cơ loãng xương tăng, nên không thể chối cãi được các lợi ích mà củ tỏi sống mang lại. Còn mít non chứa nước và chất xơ cao hơn cơm và bánh mì, vì vậy mà tiêu thụ loại thực phẩm này tốt hơn nhiều cho với sức khỏe của chúng ta. Một chén mít non chứa ít calo hơn 2 cái bánh mì và số calo thấp hơn nhiều so với một chén cơm. Tuy nhiên, mít non mang lại cảm giác no lâu và là thực phẩm tuyệt vời cho việc giảm cân. Mít là một loại trái cây lành mạnh với nhiều chất xơ và carbohydrate. Một nghiên cứu đã được thực hiện bởi Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh cho thấy những người ăn ít rau và trái cây sẽ nhanh già hơn những người thích ăn rau. Vì vậy, cô bác có thể tiêu thụ mít non như một bữa ăn chính của mình. Vẫn là thành phần allicin có trong tỏi, nhưng nó lại có khả năng giúp cơ thể loại bỏ được các chất độc hại, đồng thời tăng cường sự khỏe mạnh cho các tế bào bạch cầu. Đặc biệt là chất này còn giúp loại bỏ nicotine để thanh lọc máu và giúp cho hệ hô hấp được làm sạch. Vì vậy, có thể xem tỏi là một vị thuốc tự nhiên, đóng vai trò lọc máu và thanh lọc cơ thể vô cùng hiệu quả. Ăn mít non xào tỏi giúp cô bác cải thiện được sức đề kháng, hạn chế bệnh tật, tốt cho tiêu hóa và ngăn ngừa bệnh tật. Bởi vậy, đây chính là một trong những món ăn được nội trợ Nhật Bản rất yêu thích. Đặc biệt, món mít non xào tỏi là một món ăn vô cùng hữu hiệu trong việc ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Một số lợi ích của mít non là duy trì sức khỏe của ruột kết như hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ không chỉ hoạt động như chất tẩy rửa ruột kết mà còn giúp chuyển động của ruột trơn tru khi loại bỏ chất thải, giúp ruột luôn sạch sẽ, từ đó làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Điều đặc biệt về tác dụng khi ăn tỏi sống đối với sức khỏe mà chúng ta không thể bỏ qua đó là nó có thể giúp ngăn chặn sự tổng hợp các chất gây ung thư và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Hợp chất allicin có trong củ tỏi có thể giúp làm chậm hoặc dừng sự phát triển của tế bào ung thư. Món mít non xào tỏi được chế biến như sau. Nguyên liệu làm mít non xào tỏi bao gồm mít non 400g, tỏi 1 củ, nếu ăn chay không tỏi thì có thể dùng hành hoa, đậu phộng 1 nắm, rau quế, muối, đường, dầu ăn, hạt nêm chay. Cách làm mít non xào tỏi. Sơ chế: mít non luộc chín, ngâm nước muối pha loãng khoảng 5 phút, rửa mít sạch với nước lạnh, cắt bỏ cùi, xé miếng vừa ăn khoảng 1cm, tỏi bóc vỏ đập dập băm nhuyễn, đậu phộng rang chín, chà sạch vỏ, giã sơ cho dập, rau quế rửa sạch cắt khúc. Thực hiện: bắc chảo nóng cho dầu vào, phi thơm tỏi, để lửa lớn cho mít non vào đảo nhanh tay.
nêm nếm vừa ăn khoảng 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/5 muỗng cà phê muối, 1/5 muỗng cà phê đường. Đảo tới khi mít chín, cho đậu phộng vào và tắt bếp. Phát hiện mới, một loại gia vị nhà nào cũng có, được coi là vua chống ung thư, càng ăn càng sống thọ. Trong gian bếp của mỗi gia đình, tỏi là loại gia vị quen thuộc không thể thiếu. Đặc biệt, đây là loại gia vị được sử dụng nhiều trong các món ăn nên càng được trưng dụng. Bên cạnh hương vị cay nồng, thơm ngon, tỏi còn mang đến nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe. Theo đông y, loại gia vị có vị cay, tính ấm, làm ấm tỷ vị, giải độc. Không chỉ vậy, tỏi còn có thể chữa được các bệnh rối loạn tiêu hóa, đau bụng, sốt rét. Ở ngoài thị trường, tỏi có nhiều loại nhưng nhìn chung đều có giá thành bình dân và dễ mua. Có lẽ đó là lý do mà tỏi được trưng dụng ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả châu Á, châu Âu, châu Phi. Dưới đây chính là các lợi ích đặc trưng mà loại gia vị này mang đến cho sức khỏe của con người. 1. Tăng cường hệ miễn dịch. Theo nghiên cứu thì tỏi sống có chứa vitamin C nên có khả năng tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Nếu một người mắc bệnh cảm cúm, loại gia vị này cũng có thể ngăn chặn các triệu chứng trở nặng. Vì vậy, mỗi chúng ta nên bổ sung loại gia vị này vào bữa ăn hàng ngày. Tỏi là chất khoáng sinh tuyệt vời từ thiên nhiên, có chứa các đặc tính tăng cường hệ miễn dịch do vi khuẩn, virus, kháng nấm và khử trùng. Tất cả đều nhờ vào hợp chất allicin. Allicin cũng có khả năng chống viêm và giàu chất chống oxy hóa, rất tốt cho da. 2. Chống viêm, chống ung thư. Tỏi còn được mệnh danh là vua chống ung thư trong tất cả các loại gia vị. Trong tỏi có chứa alin sulfide là một hợp chất có tác dụng chống viêm, ngăn ngừa tốc độ phát triển của tế bào ung thư. Không chỉ vậy, loại gia vị quốc dân này còn đóng vai trò giữ DNA của tế bào không bị hư hại, ngăn ngừa các tế bào ung thư xuất hiện. Một số loại ung thư có nguy cơ bị đẩy lùi như ung thư dạ dày, tuyến tụy, tuyến tiền liệt, thực quản khi ăn tỏi thường xuyên. Bởi vậy, đối với nhiều người, tỏi không phải là một loại gia vị đơn thuần mà còn mang đến công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Tăng cường ăn tỏi nghĩa là cô bác đang hạn chế bớt được nguy cơ mắc bệnh cho cơ thể. 3. Phòng bệnh tim mạch. Nhiều người còn coi tỏi là thuốc tự nhiên giúp phòng bệnh tim mạch. Khi chúng ta ăn tỏi, lượng cholesterol toàn phần và cholesterol LDL cao sẽ bị giảm xuống. Đây chính là hai yếu tố chính có thể gây ra bệnh tim mạch ở người. Không chỉ vậy, tỏi còn là gia vị có thể kiểm soát huyết áp rất tốt, giúp ngăn ngừa tình trạng huyết áp quá cao ở người. Vì vậy mà ăn tỏi thường xuyên có thể bảo vệ được quá trình lưu thông máu, giữ huyết áp ổn định và cải thiện sức khỏe tim mạch. Dùng một vài nhánh tỏi mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe tim mạch của cô bác. Tỏi kích thích sự tổng hợp oxit nitric, làm giãn nở các mạch máu và ức chế hoạt động của ACE, men chuyển đổi thành angiotensin giúp thư giãn các mạch máu. Điều này có thể hỗ trợ lưu lượng máu và huyết áp khỏe mạnh. Các hợp chất trong tỏi và hành đã được chứng minh là làm giảm độ dính của các tiểu cầu và có đặc tính chống đông máu. Điều này có thể giúp bảo vệ lại chứng xơ vữa động mạch, một trong quá trình tích tụ mảng bám dẫn đến xơ cứng và thu hẹp động mạch. Chứng xơ vữa động mạch làm tăng nguy cơ hình thành các cục máu đông và có thể gây đau tim và đột quỵ. Tất nhiên, ăn tỏi không phải là biện pháp phòng ngừa duy nhất mà cô bác thực hiện để bảo vệ tim mạch của mình. Cô bác vẫn nên tuân thủ một kế hoạch ăn uống lành mạnh cho tim, tập thể dục đều đặn, kiểm soát cân nặng, không hút thuốc. 4. Giảm lượng đường trong máu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn tỏi sống có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe của con người. Dù tỏi sống có mùi hăng và cay nồng hơn, nhưng thực chất chúng lại là gia vị được nhiều người sử dụng trong bữa ăn. Khi ăn tỏi sống, gan có thể tránh được một số độc tố, đồng thời lượng đường trong máu cũng sẽ được kiểm soát hiệu quả. Điều này có lợi cho các bệnh nhân tiểu đường cũng như những người lo lắng lượng đường huyết cao bất thường và mắc căn bệnh này. Tỏi được coi là có tác dụng tăng tiết hormone insulin và điều chỉnh lượng đường trong máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tỏi có chứa hoạt chất allicin làm tăng tiết insulin từ các tế bào tuyến tụy. Khi insulin tăng lên thì nhiều glucose từ máu sẽ đi vào tế bào, từ đó làm giảm khả năng sản sinh HbA1c. 5. Tốt cho trí não. Khi có tuổi, người già thường gặp các vấn đề về trí não, khiến cho đời sống sinh hoạt bị ảnh hưởng. Để hạn chế tình trạng này, chúng ta có thể sử dụng các loại thuốc tốt cho não, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh và khoa học. Ăn tỏi thường xuyên cũng có tác động tích cực tới trí não. Trong tỏi có chứa vitamin B6, magie có tác dụng cải thiện sức khỏe não bộ, nhờ tác dụng tăng lưu lượng máu. Tỏi có thể giúp cho người cao tuổi có trí nhớ tốt hơn, ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Tỏi có chứa chất chống oxy hóa mạnh như xylin, quercetin giúp chống lại các gốc tự do. Chất chống oxy hóa này còn có tác dụng bảo vệ chống lại tổn thương não và giữ cho não hoạt động tốt hơn khi về già. Tỏi giúp tăng lưu lượng máu não, từ đó giảm nguy cơ rối loạn não như mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. 6. Tốt cho hệ xương khớp.
Viêm khớp là căn bệnh thường gặp ở người trung niên và người cao tuổi. Sau khi già đi, sức khỏe và sự linh hoạt của các khớp không được đảm bảo, thậm chí là có thể xuất hiện hàng loạt tổn thương. Điều này không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn khiến cho cô bác phải chịu nhiều đau đớn hơn. Nếu muốn ngăn ngừa viêm khớp tốt cho hệ xương khớp thì cô bác có thể cân nhắc ăn từ 1 đến 2 tép tỏi nhỏ mỗi ngày. Các chất trong tỏi như vitamin C, vitamin B6, mangan, kẽm cùng các chất chống oxy hóa giúp xương khớp thêm chắc khỏe.